Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Camau TV. Đầu tiên hôm nay thật là tuyệt vời mọi người ạ. Nóng quá, nóng quá. Mọi người đã được ăn cá hun khói bao giờ chưa? Cá gác bếp bao giờ chưa? Thật ra anh em mình uống nộng với câu được ấy mọi người ạ. Thật ra là anh em mình được ăn rồi nhưng mà lại cá bé bé ấy. Là khi gọi là hong bếp thôi chứ không phải là gác bếp hẳn nhé mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quyết định làm cá chấm đen gác bếp, nó như kiểu thịt trâu gác bếp ấy. Làm cả con để xem nó sẽ như thế nào nha. Mình sẽ quyết định làm một cái lò ở đây và hong nó trong vòng 1.5 đến 2 ngày để xem kết quả nó sẽ như thế nào nhé. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu làm cái xếp lò thôi, không phải xây. Xếp lên để tạo thành cái một cái lò xong rồi gác con cá lên thôi. Thôi bây giờ khiêng cái này vào trong cho nó đỡ bụi đã. Khuê đã. Phải đi chuẩn bị gia vị để con tẩm nước mọi người ạ. Khuê thế thôi. Con cá này câu được từ hôm qua. Anh em mình phải thịt trước xong rồi rình để hôm nay mới làm clip mọi người ạ. Tối qua. Con cá nó dài tầm này. Bây giờ mình sẽ làm tầm này ra. Đấy. Đấy tầm này nhá. Một cái lò chỉ như thế này thôi. Đó. Gác bếp. Đấy. Ngày trước em cũng tự làm món ngang gác bếp rồi đấy. Đấy. Sẽ để một cái cửa ở đây. Làm một cái cửa ở đây để thông gió mọi người nhá. Rồi bây giờ không được. Từ từ. Bây giờ mình phải đào xuống một tí để lớp giấy bạc để cho nó giữ nhiệt át. Cần gì phải đào, anh chạy thẳng vào giấy bạc luôn. Cũng được. Nhưng mình đẩy gạch. Ok. Ba viên nhá. Mọi người thấy chiếc lò của anh em mình đã chiến không? Tí nữa sẽ gác con cá lên đây và phủ lá và phủ đồ lên trên xong rồi ném đấy đi chơi thế thôi. Đầu tiên là phải ướp đã mọi người ạ. Ướp lâu rồi. Ui, đây. Mọi người thấy quả kinh chưa? Ớt xay của anh em mình kinh chưa? Siêu cay luôn nhá. Chỉ cần ớt rồi. Cứ cho ớt vào là ngon hết. Chơi quả siêu cay này nó mới ui à. Quả này xác định ra khó ăn đấy. Mình không biết là người ta làm gác bếp là có những cái gì không, nhưng mà mình cứ thử làm theo kiểu của anh em mình nhá. Gác bếp trâu thì nó khác mọi người ạ, còn cá thì nó lại khác. Thế nên là anh em mình chả thấy ai gác bếp cá bao giờ, nhưng mà anh em mình cứ chơi quả ớt tươi xay với mắm muối mình chín hết. Ui. Cảnh lắm đấy. Căng thẳng đấy. Cái này ăn xong rồi phải là uống một cốc nước đá. Đấy, căng thẳng đấy. Bụng con này trắng heo ơi nhỉ. Xa. Đấy, thấy chưa? Nhìn này. Ngon chưa? Phê chưa mọi người. Thôi thế thôi, cũng cay này à? Đặt cho ít vào đi. Cho ít vào rồi. Rồi, anh em mình để đây ngâm đã. Bây giờ lại đi đốt than á. Hơi xòa. Đây là một con cá gọi là gác bếp đầu tiên. Bây giờ phải cho con lợn quay bác. Bác gì? Con lợn quay Lạng Sơn này vào. Lần đầu tiên anh em mình làm cái món cá gác bếp này nó mình nghĩ là nó sẽ dai hoặc là nó sẽ kiểu gì như thì kiểu thịt trâu gác bếp ấy. Nó phải ăn rồi. Nhưng mà mình cũng không biết. Dài nha. Gọi là làm thử thôi chứ cũng chả biết là đấy là làm cá nó vào đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ ủi sợ cháy không? Không, anh ấy vừa ghéo đấy. Em mình phải trông nhá. Vừa đẹp đấy. Cái khói này với cái lửa này nó sẽ kiểu như là sẽ làm cho nó cái con cá này chín vừa chín khói vừa chín hơi nóng này nhá mọi người nhá. Mình cũng chưa biết là ăn nó sẽ như thế nào cả, tại vì lần đầu tiên anh em mình làm cái thử lại này, không biết là có thành công không, chỉ sợ thất bại cái nó lại hỏng bố cá nó đi thì thôi. Thôi cố gắng. Anh cứ tin tưởng vào tay nghề của em đây. Nghề gì? Hơi bị đỉnh đấy. Nghề gì? Cái nghề hong khô. Hong khô.
mà hong khô. Đấy. Bây giờ chỉ có công việc rất là đơn giản nữa thôi mọi người ạ. Là ngồi đây chơi. Đi chơi. Chờ. Đấy, lấy cái này lên đó. Kín mà. Nào. Đây. Đấy. Mọi người thấy khói mù mịt chưa? Đấy. À, trong vòng khoảng tầm 2 tiếng nữa mình sẽ quay lại mình lật con cá mặt kia nó lên nhá. Còn bây giờ là đi lượn. Chơi chơi chơi. Mình phải lật 2 lần rồi mọi người ạ. Cái món này thì mình chưa làm bao giờ, thế nên là phải chăm sóc kỹ lưỡng một chút. Đấy, đây cho mọi người xem nhá. Đây này. Thực sự là hình như nó cũng cảm giác như là nó chín rồi đây này. Ôi da, nặng lắm. Đấy, cho mọi người xem. Úi, siêu nặng luôn. Ây da, đây. Đây này, cái mặt dưới nó này. Cái mặt dưới nó thì quá là ok luôn nhá. Đó, thấy chưa? Nhưng mà mình cảm giác là nó chín rồi. Hơi nóng quá, cái lò của mình hơi nóng quá hay sao ấy. Thế nên là nó đang... Ây da. Chắc là nó phải ngót mất độ tầm 2 cân rồi nhưng mà vẫn thấy nặng lắm. Kiểu như là mình cảm giác là nó chín rồi nhưng mà mình muốn nó phải thật khô đét ấy. Thế nên là mình sẽ để, khả năng là mình sẽ không để đến mai nữa, mà mình đến tối là khả năng là anh em mình sẽ khui cái này nha. Quan trọng là nó khói nó đều là được. Cho khúc cây này vào nó sẽ có thêm khói rất là nhiều. Tình hình là chín rồi mọi người ạ, không phải chín mà tức là anh em mình đốt quá lửa ấy, đáng nhẽ ra cả lò này nó thấp quá anh ạ. Xong khói thì cái lò này nó hơi thấp, thế nên là anh em mình phải cho ra luôn, với lại cũng tối rồi, chén rồi. Tại vì chưa ai làm cái món cá xông khói không ngờ cả, anh em mình làm chả biết là nó như thế nào. Ôi, anh ơi, đẹp lắm. À, đẹp thì chưa rồi. Bằng khe luôn này. Đấy. Ui, sao? Nào, cho ra. Cho ra đây. Nhấm. Cái này thì nó... Ôi, cái này luôn. Thì nó sẽ không tạo cái có hơi nóng mấy nhá. Tại vì nó chín khói với lại kia nhiều, mình lấy cho anh ấy kìm. Cắt nó ra, xẻo nó ra xem thế nào nhá. À, từ. Bây giờ phải xẻo nó ra xem tình hình như thế nào. Cái nhìn sướng không? Nó to hết cả teo hết cả mỡ lại. Đó. Nhìn khoái thế đấy. Trông nó hay nhỉ? Dính cảm giác nó buồn cười lắm rồi kìa. Ấy. Nó cứ tóc. Như kiểu là cái tóc mỡ ấy. Ui, một mất da nó rồi. Ui. Tách ra rồi. Ui à. Tại vì sao nó không khô, mọi người biết tại sao không? Cá nó nhiều nước lắm. Sao mới giữ đây để anh vẩn nó ra. Ui à. Mềm quẹo rồi. Không khô được. Nhưng mà chắc ngọt lắm anh nhỉ. Ai biết được, đã ăn đâu mà biết được. Ui. Nó teo đi bao nhiêu mỡ nhỉ. Nó mềm như bún đấy. Giữ kéo cái này lên cho anh. Nó mềm như bún đấy. Giờ không biết làm sao để giữ nguyên được con cá nữa cơ. Có mỗi cái da nó dai dai thôi, còn đâu nó mềm như bún luôn. Em nhấc cái này lên nhá. Đây, úp cái phát thế này. Giật đi, bỏ ra. Giật đi nào. Làm thật khéo tỉ mỉ mọi người ạ. Khéo thế, ôi bỏng. Thôi. Đấy, thế cho nó nhanh. Nhanh cái gì? Phải gạt. Đấy. Ua. Đấy xa. Mất hình dạng mất rồi. Đây là. Biến dạng mất rồi. Toàn bộ con cá. Con cá gọi là hóng khói rồi. Của anh em mình. Các bếp của anh em mình nhá. Xấu xí rồi. Thật nhưng mà là rất là đấy đấy. Bây giờ sẽ chất lượng không thay đổi đâu. Không biết là ngon không nhưng mà mình sẽ đem cho mọi người trên này thưởng thức xem thế nào, nhanh không nó đấy mất. Bây giờ mình lấy rau ra đây đi. Ok. Bây giờ sẽ đem lên cho hàng xóm thưởng thức trước nha. Anh em mình chưa thưởng thức nguội vậy. Mình
mình xẻo nó với đấy, muốn chén nó kia đấy. Bà Tiên ơi! Bà Tiên ơi! Mày cho ăn xóm thử trước. Ông Tấn ơi ơi ơi! Ông ơi! Ui! Anh! Gì đây? Ăn thử cá gác bếp của Tama TV! Cá gác bếp, cá gác bếp! Có bia không? Ôi quên, hôm nay không có rượu bia rồi! Hôm nay làm hơi muộn nên không có. Hôm nay không có rượu bia đâu. Đâu? Đây! Ui, con đây. Cá thì to! Trời ơi, con cá chẳng điên đấy! Cái gì đấy? Bà đem cái gì đặt lên cái cao cao tí nữa. Ok, đây, cho đây, đây, đây. Bà đây. Ok luôn. Để nó bên này à? Ok luôn. Ok luôn. Ui, còn thì cả anh, vào thử miếng thế nào? Đúng. Mang bia trên đây thì uống. Chứ bia đã. Nóng, nóng, nóng. Bia đã không? Nhưng mà có bia đâu. Có bia đây mà. Ui, ngon thế, bà chưa ăn trước nhỉ? Chưa đấy. Đấy, ông Tấn. Đây. À, tôi. Cháu chưa biết thế nào đâu. Ờ, chưa biết đây. Bà chưa ăn trước đúng không? Thử xem ra xem nó cay không, cháu ướp cay em đấy. Gói à? Gói vào rau à? Ờ, gói thì cho nó cay. Không cay đâu. Cứ thử xem gói nó ngon không nhỉ? Cho em xin đưa đũa em thử miếng. Đây, từ. Đây, đũa đây, đũa đây. Đũa đi. Đũa đây. Đấy. Ôi, bà ăn chưa đây? Đây, cho mọi người xem con cá của anh em mình nhá. Tại vì nó các bếp nó không rồi, mời cả nhà nhá. Con này một yến ấy, nó quắt lại ấy. Không khô được vì nó... Đấy, cái da nó này. Ui. Ăn hết cả bụi rồi. Đây, đây, có cái miếng. Ui, chẳng lắm. Đây, đây. Ui, ui, thế nhỉ. Ui, đây, thấy chưa, thấy chưa. To, to, to. Ui, ngon. Cái da nó này. Da nó như da lợn này. Ui, liêu ba đây. Ui, không bắt mình cơ mà. Bắt mình đây. Đây, bắt mình đây. Đây. Ơ, anh thử miếng cái nào xem. Ui, già chù. Ông thử cái vành lãi đi em nhá. Dạ. Vành lãi ngon lắm đấy. Chào, ông thử thức xem nào. Rồi. Thế nào? Cá thì dài lắm. Ui, cá, con cá này dài thật thử đi. Cháu chưa thử đâu. Ui. Ăn được, ăn được. Okay. Ăn được, cái gì không ăn được. Là sao còn ăn được nữa là. Chỉ là ăn được, nhưng quan trọng có ngon hay không. Ngon. Không, nhưng mà... Mày mau đợi làm hay là mau cá? Cháu phát biểu thật. Mày đưa đua đây chứ, chẳng có đua. Đây. Phát biểu thật xem như nào. Ngon cả nhà. Mẹ ơi. Thằng này, thằng này. Cá này ăn dai thịt này. Không phải, hong khói nó mới dai đấy. Ăn dai thịt. Cháu thử một miếng. Bác lại thử nó. Kiểm tra ra nào. Mình ăn lẫn rau này. Kiểm tra tình hình xem nào. Khổ không? Cá ngon lắm. Thịt như thịt gà. Nó săn lại. Còn hơn thịt gà. Đấy, cá, công nhận cá dai như thịt gà thật. Ngon đi. Không ngon thật không đây, hay cay. Đây, chấm đây. Ôi, này định chấm bia. Cá gì đấy? Cá rô phi. Rô phi à? Rô phi chản đâu. Đâu hả? Đua đâu đây? Đua đây. À đây à? Chấm đen này. Chấm đen à? Chấm đen ăn chấm đen cho bổ đấy. Ông thử anh cu ăn được da, ông thử cái da thì em thấy cái da nó ngon đấy, cái da nó giòn ngon đấy. Nước mỡ chảy hết rồi. Da dài thế. Như da trâu. Ôi trời. Ngon lắm. Da giống da trâu đấy. Này ngon. Thế mà chưa được rồi. Này ngon từ dần tối. Kéo một cát. Thôi để đấy ra tí nữa. Thử cái da xem nào. Ôi, nước mỡ. Đây. Vậy. Cựa chắc con cá nó còn sống. Rồi. Cái da nó dài đấy. Cá này mới ngon này. Góc bếp chưa chín. Chứ góc bếp chưa chín nhưng mà nó nát. Nó nhừ rồi. Tại vì cái này nướng từ sáng phải không? Dài. Ui dài, dài lắm đây. Thì cá cũng ngon các bạn ạ. Bốc tay. Tại vì cái mau phải bốc tay. Ừ, dài lắm. Cay không anh? Giật ra cá cũng kéo chết. Tại lúc sáng em ướp cay lắm đấy. Tại vì chắc hong nó khô nó rụng bớt đấy. Vừa khéo đấy. Ừ, cũng cay đấy. Ui dư dư nó ngấm. Dài lắm đúng không? Cay. Ơ tươi đấy. Cái nào cái mà cay nhỉ? Ngon cay nhưng ngon. Em ướp chấm này cay. Cái da cay không? Không. Cái da nó ướp ớt tươi đấy. Dài không? Dài, thực sự dài đấy. Dài luôn. Ok không? Quá dài. Dài hơn cả da cá tây. Con này lên chiếc vũ cụ rồi sao? Như da đà điểu ấy nhỉ? Ngọt. Bao đệ thử cái da xem. Cái gì ngọt? Thịt ở trong này ngọt á. Thịt nào chẳng ngọt. Cứ gắp ra cho nó. Đấy, đây này. Cái thịt má này mới dài với đấy. Em làm cả mắt nhỉ? Châu ấy. Ánh mắt bổ mắt nó mới sáng. Đây mày lột một phát từ đây xuống này. Xuống mắt. Tựa này. Miếng này. Mày lột một phát từ đây xuống. Mà lấy cái má nó. Cái này ngon, cay ngon thật đấy. Cay ngon. Cay ngon thật đấy. Cái má nó này. Khô nữa. Em là em định lâu lắm rồi giờ mới. Hong khô luôn đấy. Nhưng mà kiểu cái cá này nó nhiều nước ấy. Thế nên là không hong bếp khô được. Chỉ chín được như thế này thôi. Còn chín quái nghi ngút này cơ mà. Chín được như này thôi chứ không mình không hong khô hẳn được. Ơi, quá ngon. Quá ngon. Và cay quá.
cay ngon thật đấy đi. Nhưng mà ăn đúng mùa này là ngon nhỉ. Đúng mùa này. Cay ấm hết cả người. Ui, cái da ngon không? Da ngon. Từ nãy là phải làm 4 miếng này. Ấy. Da như da cá sấu ấy. Mày ăn thử da đi. Đây là ngon mà. Ăn kem cho sống xuống. Tuyệt vời không? Đây nhá, cho mọi người xem lại cái da đó này. Thấy chưa? Cầm lên ra nếm vào thịt nhá, chọc cái là vỡ ra này. Đây này. Thịt nó này. Đấy, thịt nó này. Ui, ngon đấy. Thịt nó chín chín vào tận xương luôn nhá. Và cái da nó này. Đấy, cái da nó này. Đấy. Kéo không ra này. Đây da cá sấu. Ôi. Ấy ấy ạ. Ấy ạ. Ấy ạ. Đấy. Đấy, đây. Quá ngon. Đấy. Cay đấy. Ui, ngon thế các bạn. Xịt xịt. Cắn một miếng nhỏ nhỏ. Cay cay lắm mà đều ăn cay được à? Siêu nhỉ. Xịt xịt sạt sạt. Quá siêu. Em bé làm tiếng. Vâng. Em mà uống lại hết. Béo lắm. Đâu ạ? Dài quá. Đấy bạn lấy cái chỗ thịt đang này nó mới không có xương này. Đây bạn lấy cái bụng này cho. Đấy là cái bụng ấy. Cái con ăn thì không xương. Cái này mà quấn thêm một ít là rau cá với rau kia nữa thì ngon. Rau cá với rau húng. Đúng đây rồi. Hơi thiếu rau. Thiếu ra vườn có mỗi rau này với mấy cái rau cải. Thằng này ăn mãi chả thấy lớn được. Không muốn đi chợ mua. Ăn tiếp vào mai đây mới nở nhỉ. Đây nha, toàn bộ con cá của anh em mình đấy nha. Dã nơi rồi. Đấy. Nhìn làm ở đâu này. Ông Tấn đang xé ra. Đúng rồi. Dài mà. Dài không? Ngon đấy. Ủa. Ra cá sấu mà chẳng ngon à. À đâu. Ui, ngon. Ngon. Hôm nay này, này ra đường này ngồi đây suốt được. Tiện thể đó, rất là ngon nha. Mình mới đầu mình định gác bếp gác khô con này ấy, nhưng mà nó không thể khô được mọi người. Cứ tưởng là lửa to tại vì cá nó rất là nhiều nước và cá câu anh em mình câu ở hồ dịch vụ, thế nên là nó hơi nhiều mỡ nên là không thể khô được. Nếu mà khô quát được lại như này, cá khô cá sấy ấy, thì lại đấy nhỉ. Con này phải gần Yến ấy nhỉ. Con này Yến. Yến ạ. Yến. Tại nó quát nên nhìn nó nhỏ 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 này thôi. Thôi khả năng clip này mình sẽ kết thúc này, ở đây đây. À sẽ cho để cho mọi người vào đấy. Thấy chưa? Những người ngại ống kính. Đấy, trông kia chán quá. Cái này nữa này. Đấy, chứ không để nó nguội mất con cá thì anh em thưởng thức mất ngon. Rồi, chào tất cả mọi người nhá. Nếu thấy clip của anh em mình hay nhớ để lại cho anh em một like, một share, một comment, một đăng ký kênh ấn chuông bên cạnh nhá. Bye bye tất cả mọi người nhá. Bye bye.